Đây là chuyên mục sách nói, chuyên về các cuốn sách tài chính cá nhân. Nếu có điều kiện mua sách, bạn hãy mua để ủng hộ tác giả. Thịnh vượng tài chính tuổi 30 tập 1. Nhóm tác giả Gu Duk Song, Chom Song Jin và Choi Byung Hee. Lời nói đầu. Cách đây chục năm, tôi bắt đầu được mời giảng về quản trị kinh doanh. Tự nhiên từ một doanh nhân, tôi đóng thêm một vai nữa là giảng viên, để rồi có thêm hàng ngàn người gọi mình là thầy, một bước ngoặt trong cuộc đời tôi. Chính vì đi giảng nên tôi mới phát hiện ra một điều kỳ lạ, tưởng chừng đến vô lý. Kiến thức về quản lý tài chính của người Việt Nam rất kém. Nhiều khi nghĩ lại, tôi dám cả gan gọi nhiều người là mù chữ về quản lý tài chính. Rất nhiều người không biết những khái niệm tưởng chừng rất đơn giản như thu nhập thụ động, tài sản tiêu sản, tự do tài chính. Những cuốn sách hay như Think and Grow Rich, 13 nguyên tắc nghĩ giàu làm giàu, Làm giàu, kế hoạch làm giàu 365 ngày, Người Nam Châm, những nguyên tắc thành công lần lượt ra đời đã đáp ứng được phần nào mong mỏi của các nhà lãnh đạo, quản lý và tất cả những người muốn làm giàu. Những khóa học về làm giàu, những chương trình hội thảo, tọa đàm về quản lý tài chính, tự do tài chính ngày càng thu hút nhiều người đến dự. Và giờ đây, bạn đang cầm trên tay một cuốn sách nữa thực sự có giá trị, Thịnh vượng tài chính tuổi 30. Cuốn sách cần cho bất kỳ ai, bởi ai cũng có tuổi già và cần chuẩn bị cho tuổi già của mình. Bạn hãy dành ít phút hình dung ra cuộc sống của mình khi bạn 60, 70 hay 80 tuổi. Bạn sẽ sống vui vẻ, sung túc hay bạn vẫn phải cật lực làm việc? Điều này phụ thuộc vào việc bạn chuẩn bị như thế nào cho tuổi già của mình khi bạn 20, 30 hay 40 tuổi. Chuẩn bị cho một tương lai tốt đẹp là việc làm vô cùng cần thiết. Ngôi nhà của bạn có vững chắc hay không là do bạn xây móng có chắc hay không. Tương lai của bạn, tuổi già của bạn có hạnh phúc hay không là khi còn trẻ bạn có xây dựng được nền tảng tốt hay không. Bạn nhớ điều này để vun trồng tốt cho cây tài chính của mình trong tương lai. Thịnh vượng tài chính tuổi 30 sẽ chỉ ra cho bạn đâu là phương thức chuẩn bị tốt nhất cho tương lai. Bất kể ai cũng cần đến những phương thức này, bởi tôi xin nhắc lại lần nữa, ai cũng có tuổi già và cần chuẩn bị cho tuổi già của mình. Tất nhiên, chuẩn bị cho tuổi già của mình càng sớm sẽ càng tốt, và tất nhiên, càng trẻ tuổi, bạn càng cần đọc cuốn sách này. Khi cuốn sách được xuất bản, tôi mong muốn sẽ lập ra một câu lạc bộ hoặc diễn đàn cũng như các chương trình hội thảo, đào tạo về vấn đề thịnh vượng tài chính tuổi 30. Đây thực sự là vấn đề cần quan tâm của tất cả mọi người. Tôi rất mong nhận được ý kiến đóng góp và sự tham gia tích cực từ đông đảo quý độc giả của Thái Hà Books, đặc biệt là những bạn trẻ sẽ đọc và áp dụng cuốn sách này vào cuộc sống của chính mình. Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Thái Hà Books. Lời tựa: tuổi già không còn xa, nhưng cũng không quá ngắn ngủi như bạn nghĩ. Nếu bạn đang ở độ tuổi đôi mươi thì chúng tôi khuyên bạn nên đọc cuốn sách này. Nếu bạn đang ở độ tuổi 30 thì cũng chưa trễ lắm, bạn hãy đọc nó. Còn nếu bạn đã bước qua nửa đầu của độ tuổi 40 hay 50 thì dù đã hơi muộn, nhưng chúng tôi hy vọng rằng bạn sẽ tìm ra con đường ngắn nhất để dẫn đến đích từ cuốn sách này. Còn nếu bạn đã trên 50 hoặc 60 tuổi, chúng tôi hy vọng bạn sẽ giới thiệu cuốn sách này cho con cháu của mình. Một trong những ước muốn chung của con người là sống mà không cần phải lo lắng về tài chính. Bạn sẽ thấy buồn lo vì mình thiếu hoặc không có tiền, đôi khi còn thấy cuộc sống thật thảm hại khi không có một xu dính túi. Tuy nhiên, nếu bạn bắt buộc phải lựa chọn thời điểm chuẩn bị cho tuổi già thì bạn chọn thời điểm nào? Rõ ràng, càng trẻ sẽ càng tốt đúng không? Nếu còn trẻ bạn sống nghèo khó, thiếu thốn, nhưng khi về già bạn có thể sống an nhàn tự tại thì vẫn chẳng tốt hơn sao? Quá khứ vất vả nhưng hiện tại sống sung túc, hiện tại dù còn đôi chút khó khăn nhưng an lạc trong tương lai chẳng phải thích hơn ư?
tuổi già đó cũng chính là tương lai của bạn. Tuổi già mà không có khả năng về kinh tế thì thật thảm hại đúng không? Vì vậy, bạn hãy nhanh chóng chuẩn bị cho tương lai của mình. Nhưng theo bạn, tuổi già sẽ kéo dài bao lâu? Chắc chắn bạn sẽ cảm thấy con số 30 năm mà chúng tôi nêu trên là khá dài. Thực tế, nếu bạn hỏi những người xung quanh mình thử dự kiến tuổi già của họ sau khi về hưu đến khi từ giã cõi đời, thì đa phần họ sẽ nói là từ 15 đến 20 năm. Ở Hàn Quốc, tuổi già trung bình của một nhân viên nam giới kéo dài khoảng 17 năm. Do đó, nếu chỉ xét đối tượng là nam giới, thì câu trả lời đó gần như chính xác. Tuy nhiên, nữ giới thường có tuổi thọ trung bình cao hơn nam giới, ít nhất là từ 3 đến 7 tuổi. Tuổi già trung bình của các cặp vợ chồng kéo dài khoảng 27 năm. Thời gian này chỉ là cách tính dựa trên tuổi thọ trung bình hiện tại. Nếu xét tới yếu tố tuổi thọ trung bình của con người đang ngày một cao hơn, thì bạn sẽ cần phải cộng thêm từ 3 đến 5 năm nữa. Với cách tính đó, tuổi già của một người sẽ rơi vào khoảng trên dưới 30 năm. 30 năm làm việc và 30 năm tuổi già. Nghe điều này, chúng tôi dám chắc bạn sẽ cảm thấy lạnh sống lưng. Hãy nghĩ một cách đơn giản. Chỉ khi bạn tiết kiệm một nửa thu nhập thì bạn mới có thể lo được cho tuổi già của mình sau này với mức chi tiêu hợp lý như hiện tại. Đương nhiên, chi phí này không bao gồm các khoản như tiền cho con cái học hay tiền mua nhà. Nói cách khác, đây là chi phí tính toán đơn thuần, chỉ xét đến khả năng dự trù cho tuổi già của bạn mà thôi. Sự thật vẫn mãi là sự thật. Ngày nay, phần lớn mọi người đều nghĩ rằng mình bắt đầu già đi từ độ tuổi 40. Phần lớn các bài báo hay các sách đều áp dụng công thức tuổi già bằng độ tuổi 40. Tại sao họ lại chọn được như vậy? Chúng tôi không hiểu rõ nguyên nhân hoặc dụng ý của các tác giả đó. Nguyên tắc quan trọng nhất lo cho tuổi già là càng nhanh càng tốt. Điều này nếu được phân tích ngược thì có nghĩa là càng chậm càng xấu. Công thức chỉ phù hợp với quan điểm cho rằng khi bước vào độ tuổi 40, lần đầu tiên người ta sẽ bắt đầu biết quan tâm đến hai từ tuổi già. Những tác giả của cuốn sách này đã dũng cảm từ chối công thức trên. Nhân vật chính là anh Kim Min-suk, 35 tuổi, trưởng phòng một công ty có tầm cỡ. Nhưng đối tượng mà chúng tôi hướng tới là độc giả có độ tuổi từ 20 đến khoảng 50. Với các bạn độc giả tầm tuổi 20 và 30, tôi hy vọng các bạn sẽ đọc và tập trung vào câu hỏi: tại sao ngay bây giờ mình phải chuẩn bị cho tuổi già? Còn đối với độc giả ở độ tuổi 40 hoặc 50, tuy có hơi muộn một chút, song chúng tôi vẫn mong rằng bạn hãy xoáy sâu và tìm ra câu trả lời cho câu hỏi làm thế nào để lấy lại khoảng thời gian đã mất. Có một điều bạn cần lưu ý, cuốn sách này không phải là bộ bách thư trả lời cho mọi câu hỏi của bạn. Tâm niệm của các tác giả cuốn sách này là đánh thức những ai còn đang cuộn tròn trong tư tưởng tuổi già vẫn còn quá xa vời, qua đó nâng cao ý thức chuẩn bị cho tuổi già của mỗi người. Bên cạnh đó, cuốn sách còn đưa ra định hướng cho bạn trong quá trình chuẩn bị này. Chúng tôi hy vọng rằng cuốn sách này sẽ trở thành ngọn hải đăng tỏa sáng dẫn đường cho bạn khi bạn giương cánh buồm ra biển lớn mênh mông. Điều cuối cùng mà chúng tôi muốn các bạn độc giả thực hiện là hãy hành động ngay từ bây giờ. Các bạn hãy hành động ngay sau khi gặp cuốn sách này lại. Nội dung mà chúng tôi đề cập không nhằm mục đích tạo ra những khuôn mẫu mang tính tâm lý hoặc triết lý quá cao siêu. Nó thực sự mang tính gợi mở những định hướng cho bạn. Cuối cùng, chúng tôi xin được cảm ơn tới những người giúp đỡ và động viên chúng tôi cho đến khi cuốn sách này được xuất bản. Trước hết, chúng tôi xin gửi lời cảm ơn tới những khách hàng của ngân hàng JOSC mà một trong ba tác giả đã từng làm việc. Giám đốc Park Jong-buk, người mở đường cho dự án PP của ngân hàng JOSC, và giám đốc Matthew Zhang, cùng toàn thể các đồng nghiệp của trung tâm PP. Chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn giám đốc Kim Seok-sun và toàn thể nhân viên của nhà sách Daesan đã miệt mài vì sự ra đời của cuốn sách. Chương 1. Cuộc du hành 30 năm sau. 30 năm sau, chuyện gì sẽ xảy ra?
Gần đây, anh Kim Min-suk, 35 tuổi, khá lo lắng khi vợ anh sắp sinh đứa con thứ hai. So với các bạn cùng trang lứa, với chức vụ trưởng phòng của một công ty tầm cỡ như anh, thì cuộc sống của anh có vẻ rất ổn. Tuy nhiên, môi trường công ty anh cực kỳ khắc nghiệt, nên chuyện về hưu non của một hay hai ông giám đốc bộ phận không còn xa lạ. Tuy hai vợ chồng đều đi làm kiếm tiền, nhưng sau khi sinh đứa con đầu tiên, cuộc sống đối với vợ chồng anh đã khá chật vật. Giờ đây, khi sắp sinh đứa con thứ hai, thì nỗi lo lắng đó càng đè nặng hơn. Anh là đối tượng ghen tị của những người xung quanh vì chức danh trưởng phòng. Thu nhập một năm của anh và vợ khoảng 80 triệu won. Nếu nhìn bề ngoài, trưởng phòng Kim dường như sống mà không cần phải lo lắng gì nhiều về tiền bạc. Nhưng thực tế không phải như vậy. Vào ngày lĩnh lương hàng tháng, sau khi nộp tiền thuế, tiền trách nhiệm công dân, thì số tiền thực lĩnh của anh sẽ được chuyển vào sổ tiết kiệm. Tiếp đến, anh sẽ phải đóng tiền thẻ, tiền trả lãi khoản vay ngân hàng. Như thế, tiền lương của anh cứ bị chia năm xẻ bảy với đủ các khoản chi tiêu. Anh thường xuyên nghi ngờ tự hỏi, không hiểu khoản tiền lớn biến đi đâu mất rồi. Nhưng rồi suy nghĩ, biết làm thế nào đây? Cứ cuốn anh đi từng ngày, từng ngày. Cuộc sống tất bật với số lượng công việc cao như núi khiến anh không còn chút thời gian để tĩnh tâm suy nghĩ về tương lai. Chỉ cần nghĩ đến đứa con sắp ra đời, các vấn đề từ quan hệ xã hội, rồi việc hoàn trả khoản vay mua nhà đã làm anh bù đầu. Do đó, việc anh không chú tâm nhìn lại hiện trạng của mình cũng là điều dễ hiểu. Gần đây, anh được một người em họ gợi ý tham gia bảo hiểm Niên Kim. Cậu em đó từng làm việc tại công ty bảo hiểm có vốn đầu tư nước ngoài. Trong một dịp vô tình, cậu em đó đã hỏi anh, anh đã chuẩn bị cho tuổi già và lập kế hoạch sau khi về hưu chưa? Rồi cậu ấy chân thành khuyên anh nên chuẩn bị cho tuổi già ngay từ bây giờ bằng bảo hiểm Niên Kim. Chuẩn bị cho tuổi già? Chuẩn bị về hưu? Dù không có những thứ đó thì thế hệ bố mẹ của chúng ta vẫn sống tốt đấy thôi. Khi đó trong bụng anh nghĩ vậy, nên sau khi chia tay với cậu em, anh liền đi thẳng về nhà. Nhưng thật kỳ lạ, trên đường về nhà thì lời nói cậu em đó lại hiện lên trong đầu anh. Thời của bố mẹ chúng ta trong quá khứ khác xa với hiện tại, anh ạ. Vì đó là thời kinh tế đang tăng trưởng cao nên mọi người không cần phải lo lắng về tuổi già. Hơn nữa, hiện nay việc con cái phụng dưỡng bố mẹ vẫn là việc hiển nhiên. Nhưng đối với thế hệ sau này thì sao? Liệu chúng còn giữ được điều đó? Hiện nay, nền kinh tế tuy vẫn tăng trưởng nhưng không thể tránh khỏi khủng hoảng suy thoái. Còn tuổi thọ trung bình? Số người đã sống thọ đến cả 100 tuổi không còn là điều hiếm hoi. Hơn nữa, anh biết có một trong những vấn đề mà anh sẽ phải gặp khi tuổi già là gì không? Đó chính là chi phí y tế. Sau 70 tuổi, chi phí y tế sẽ tương đối lớn. Hiện tại anh đang còn trẻ nên anh chưa nhận thấy. Nhưng khi anh đã có tuổi rồi thì vấn đề khiến anh lo lắng nhất chính là sức khỏe. Tuổi già đau ốm bệnh tật đã khổ, lại không có tiền nữa thì anh sẽ sống thế nào? Kim Min-suk lại tiếp tục nhớ đến cuộc nói chuyện với cậu em. Số tiền anh kiếm được hàng tháng liệu có đảm bảo cho cuộc sống? Liệu anh có thể an hưởng tuổi già của mình bằng số tiền đó? Suy nghĩ của anh cứ ám ảnh bởi câu nói đó. Trở về nhà, khác với thường ngày, sau khi nhìn vợ với cái bụng vượt mặt sắp sinh và đứa con gái 5 tuổi đang xem TV, anh mệt mỏi đi vào trong phòng tắm. Anh cứ để nước ấm chảy lên khắp người. Mệt mỏi trên người dường như đã tan biến. Tự nhiên anh nhắm mắt lại. Anh lại nghe văng vẳng đâu đó giọng nói mạnh mẽ của cậu em. Anh à, anh hãy thử nghĩ đến bộ dạng của mình sau 35 năm nữa, khi anh đã 70 tuổi mà xem. Anh có đủ tự tin mình sẽ sống hạnh phúc mà không thiếu thốn gì không? Anh có đang chuẩn bị cho tương lai đó không? Hình ảnh của tôi sau 35 năm nữa. Anh tỉnh giấc vì tiếng gõ cửa. Anh thấy đầu óc sảng khoái và nhẹ nhõm. Anh đứng dậy vươn vai và đi ra bồn rửa mặt để đánh răng.
Nhưng chuyện gì xảy ra thế này? Ngay trước mắt anh, hình ảnh trong gương phản chiếu không phải là anh, mà là một ông lão với mái đầu đã điểm bạc. Anh quá đỗi ngạc nhiên, đưa tay sờ vào gương. Nhưng kỳ lạ thay, không phải ông lão trong gương cũng đang làm hành động tương tự như anh sao? Mắt anh mở to đầy ngạc nhiên. Anh đang đối diện với hình ảnh ông lão cũng đang nhìn chằm chằm vào mình. Cùng với tiếng gõ cửa, anh nghe thấy tiếng gọi của vợ mình. Ông ơi, ông ra ăn cơm. Anh nhanh chóng mặc quần áo rồi đi ra khỏi phòng tắm. Nhưng liệu vợ anh có biến thành một bà lão với mái tóc bạc phơ hay không? Dường như vẫn chưa thể tin vào những điều đang xảy ra. Anh hỏi vợ: Em à, chuyện này là như thế nào? Tại sao chúng ta lại già đi chứ? Mà giờ là năm nào? Anh bao nhiêu tuổi? Sau khi liên tiếp đặt ra những câu hỏi cho vợ, anh bắt đầu nhìn ngó xung quanh. Anh cũng nhận ra nơi mình đang đứng không phải là một ngôi nhà trước kia anh đã từng ở. Mà đây là đâu? Vợ ở anh đáp lại lạnh lùng, như thể chị thấy anh có điều gì đó không bình thường. Ông này, sao lại ăn nói lung tung thế? Hôm nay là Chủ nhật, ngày 25 tháng 3 năm 2041. Ông giờ đã 70 tuổi rồi, ăn nhanh đi rồi còn đi làm. Chúng ta muộn mất rồi. Bắt đầu từ giờ, chúng ta sẽ sống ở đây nên ông phải giữ đúng giờ đấy. Bị vợ giục, anh đi về phía nhà ăn. Trong nhà ăn có nhiều người già đầu tóc đã bạc nhưng cũng đang đứng đợi bữa ăn sáng. Chỉ nhầm tính cũng có khoảng đến gần 100 người. Bà nói đây là đâu? Người vợ chỉ vào khay ăn mà không nói lời nào. Chị dường như đang bực mình. Anh bắt đầu ngó xung quanh vì anh nghĩ sẽ khó để nghe câu trả lời mà anh muốn từ vợ mình. Anh tập trung nhìn thực đơn treo trên tường. Phía trên của thực đơn có ghi dòng chữ: Trung tâm dưỡng lão quận Guro. Đến lúc này, anh mới nhận ra nơi mình đang đứng là viện dưỡng lão. Anh nhìn tờ lịch treo trên tường và cũng lờ mờ nhận ra mình 70 tuổi, còn vợ anh đã 65 tuổi. Hơn một nửa nam giới trên 65 tuổi vẫn làm việc. Sau khi lấy đồ ăn và kết thúc bữa sáng, mọi người lần lượt trở về phòng mình thay quần áo. Từng người một lần lượt lên xe buýt đứng đợi ngay trước viện dưỡng lão. Kim Min-suk và vợ anh cũng lên chiếc xe buýt đó. Chiếc xe đi vào trung tâm thành phố, thả vợ chồng anh và một số người khác xuống. Đây là nơi làm việc của họ. Việc quản lý điện tử, các hồ sơ khiếu nại, các loại tai nạn thị chính là việc mà Kim Min-suk đã từng làm. Trong số những người bạn già đồng hành, anh chú ý đến một gương mặt mà anh thấy khá quen. À đúng rồi, đó chẳng phải là giám đốc Lee Jun sao? Nhưng sao ông ấy lại ở đây? Nếu mình tính nhầm thì ông ấy đã hơn mình 10 tuổi, tức là năm nay đã 80 tuổi rồi. Giám đốc Lee, sao ông lại ở đây? Trông ông già đi nhiều quá. Ông nhìn lại xem, ông cũng ở đây mà. Vào được đây chắc khó lắm. Ý tôi là cạnh tranh cao. Tôi cũng đã phải đợi nửa năm mới vào được đây đấy. Ở đây rất tốt, họ còn tạo việc làm cho chúng ta. Hình như đây là lần đầu tiên tôi gặp giám đốc kể từ khi về hưu. Thời gian qua, ông sống thế nào? Giám đốc Lee cười nhạt rồi nói tiếp. Chuyện đó từ bao giờ nhỉ? Đã hơn 30 năm rồi còn gì? Nói gì thì nói, lúc đó tôi mới có 45 tuổi. Đó là thời kỳ tuyệt vời phải không? Hằng tháng được lĩnh lương, môi trường công ty cũng tốt. Giám đốc Lee Jun lấy một điếu thuốc ra rồi bắt đầu hút. Hình như ông ấy đang suy tưởng về ngày xưa nên chăm chú nhìn lên bầu trời, đôi mắt đỏ hoe. 45 tuổi về hưu non xong, có quá nhiều biến cố xảy ra với tôi. Tôi đã từng là người chẳng biết gì ngoài công ty và gia đình. Thời đó, con cái vẫn còn phải học hành nên tôi không thể yên lòng được. Vậy là tôi cũng đã bắt đầu mở một cửa hàng bán bánh nhỏ. Khởi đầu cũng chẳng dễ dàng. Với số tiền hưu và vốn vay ngân hàng,
tôi cứ nghĩ rằng công việc kinh doanh ở quán bánh sẽ ổn. Nhưng do kinh tế suy thoái, rồi người làm cũng không được việc, nên cuối cùng tôi rơi vào nợ nần. Trả nợ xong, tôi cũng mất luôn cả tiền vốn. Vậy là việc kinh doanh đầu tiên tiêu tan thành mây khói. Thì ra là thế. Vậy sau khi không kinh doanh nữa, giám đốc làm gì? Nói đi nói lại thì cũng chỉ là việc cần phải làm thôi. Vì phải lo cho con cái ăn học nên tôi chẳng nề hà việc gì, giống như ngọn đèn sắp hết dầu ấy. Biết thế cứ lì ra ở công ty. Cậu không biết tôi đã hối hận thế nào đâu. Sau 45 tuổi, mọi việc cứ rối hết cả lên. Chắc thế bây giờ tôi mới ở đây. Thôi, ông kể chuyện của ông đi. Không phải là 35 năm sau, nhà ông vất lên và công việc cũng suôn sẻ à? Trong khi anh vẫn chưa thể chấp nhận sự thật mình đã 70 tuổi, vợ của anh nói xen vào. Lúc đó thôi, chứ chúng tôi cũng đâu tưởng tượng được rằng mình sẽ già nông nỗi này. Có nhà cửa, lại còn nuôi dạy con cái chẳng kém ai. Đến sau 40 tuổi, chúng tôi hạnh phúc lắm. Cả hai vợ chồng đều kiếm được tiền nên cuộc sống cũng dư giả. Nhưng 45 tuổi tôi nghỉ việc, chỉ còn mình bố bọn trẻ kiếm tiền, nên chỉ mỗi việc lo tiền học cho bọn trẻ đã khó khăn. Giá nhà cứ tưởng chỉ tăng lên, ai ngờ lại đột ngột giảm mạnh, rồi lãi suất cho vay tăng. Đối với chúng tôi thì chính suy thoái kinh tế là kẻ thù lớn nhất. Do cứ lẫn việc nhà với công việc mà đến đầu 50 thì ông nhà tôi cũng bị cho về hưu non như giám đốc. Ông ấy không chịu được cảnh ăn lương hưu non nên vẫn đến công ty, nhưng môi trường ở đó ngày càng vô tình ông ạ. Đang nói liên hồi, bỗng nhiên có giọt nước mắt rơi ra từ khóe mắt của chị. Kim Miến Xúc không rời mắt khỏi vợ, anh dường như cảm nhận rằng thời gian đã biến đổi mọi thứ như thế này cơ đấy. Cuối cùng thì khoảnh khắc mà mình từng lo lắng cũng đã tới. Đúng là tương lai không được chuẩn bị trước, cuộc sống vốn lẽ là vậy. Ông ơi, nhanh lên, chúng ta muộn mất. Hôm kia họ nói nếu muộn 10 phút sẽ bị trừ 1 tiếng tiền lương đấy. Anh đang chìm trong suy nghĩ thì bị vợ giục. Anh chào giám đốc Lee Jun, cầm tay vợ rồi hướng về phía phòng quản lý hồ sơ điện tử, một phòng riêng bên tòa nhà thị chính Seoul. Ở phía trước thiết bị đầu cuối chỉnh lý hồ sơ điện tử có nhiều người trạc tuổi anh đang ngồi. Tính nhẩm, anh thấy có khoảng 100 người đang ngồi gõ chăm chú vào bàn phím máy tính phía trước thiết bị đầu cuối. Đến lúc này, Kim Min Suk mới lờ mờ nhận thấy mình đang ở đâu, tại sao mình lại đến đây. Nhưng trong lòng anh vẫn đang rối như tơ vò, với hàng loạt câu hỏi vẫn chưa có lời giải đáp. Những đứa con mà mình cất công nuôi dạy, giờ chúng đang làm gì và ở đâu? Sao không thấy tiền trợ cấp hưu trí quốc gia mà mình đã đóng khi còn đi làm? Dù vậy, không phải mình vẫn còn lại căn nhà sao? Về già, tiền là đạo hiếu. Ngay khi tiếng chuông báo giờ ăn trưa vang lên, những người già đang ở trong khu vực làm lần lượt mang cơm hộp ra và bắt đầu tập trung tại nhà ăn bên trong của tòa nhà thị chính Seoul. Kim Min Suk và vợ cũng ra một góc ăn cơm. Dường như không thể kiềm chế được lòng hiếu kỳ của mình, anh lại bắt đầu hỏi vợ. Mình à, mà bọn trẻ không có nhà sao? Rốt cuộc thì tại sao vợ chồng mình lại phải đến viện dưỡng lão? Trời đất, bây giờ là thời đại nào rồi mà ông còn nói thế? Dù thế nào thì hôm nay ông có vẻ hơi lạ đấy. Ông nghĩ là bọn trẻ sẽ sống cùng mình à? Ông không biết là bọn trẻ bây giờ chỉ cần lo ăn lo mặc đã khó khăn lắm rồi. Bọn trẻ chỉ cần lo cho cuộc sống trước mắt của chúng đã đủ chóng mặt. Bọn nó khi còn nhỏ đã từng bảo sẽ mua xe riêng, mua cả nhà cho tôi. Lẽ ra mình cũng nên chuẩn bị trước ông ạ. Cứ đầu tư cho con cái học hành cho bằng bè bằng bạn nên mới không thể lo trước cho tuổi già của mình. Dù sao bọn nó còn hàng tháng gửi tiền vào viện dưỡng lão. Ông hãy biết ơn đi. Đột nhiên họ nghe thấy tiếng nói to ở xung quanh. Họ lắng nghe xem đang có chuyện gì. Nhiều người đang quát ầm lên khi xem tivi treo tường tại một góc của nhà ăn.
bảng tin vang lên từ một góc phòng kể về sự việc một người con bỏ mặc mẹ già ở trên đảo cho đến chết. Họ nhìn thấy hình ảnh người con trai đã bỏ mẹ đến chết trên đảo, giống như một tục trong tang lễ xưa, thường là bỏ bố mẹ già yếu trong núi để thể hiện đạo hiếu. Đang giàn dụ nước mắt, bị cảnh sát còng tay, vừa than thở về tình hình xã hội. Quay đầu lại và tiếp tục ăn, vợ anh ôn tồn nói chuyện với chồng. Ông cũng biết dạo này có nhiều sự việc tương tự đúng không? Thế nào thì chúng ta vẫn phải cảm ơn trời Phật vì bọn trẻ hàng tháng vẫn gửi tiền vào viện dưỡng lão cho mình. Chúng ta hãy cùng nhau sống với lòng biết ơn đó. Nhưng Kim Min Suk không tài nào hiểu được. Anh từng thấy rằng 30 năm trước đã có sự việc như thế này xảy ra, nhưng anh nghĩ nó không liên quan đến mình. Giờ đây nó không còn là việc của người khác nữa. Anh cảm thấy trong lòng khó chịu, sống mũi anh cay cay. 30 năm về trước, anh cũng có nhiều điều lo lắng, nhưng lúc đó anh chỉ biết làm việc chăm chỉ và trông đợi vào con cái. Nhưng anh đang thấy hối tiếc vì sự bất lực của chính bản thân mình lúc về già. Đột nhiên, câu nói "người chiến thắng cuối cùng mới là người chiến thắng thực sự" lại vang lên trong đầu anh, và trí óc anh bất ngờ bị bao trùm bởi suy nghĩ mình đã bước vào vị trí của kẻ thua cuộc. Ăn xong, hai vợ chồng anh đi dạo trước thăm có tại cổng chính của tòa nhà thị chính Seoul. Lúc đó, một ông lão đang chụp ảnh với bọn trẻ, trông như cháu ruột bước đến, thận trọng hỏi anh: "Có phải ông là Kim Min Suk?" Ngay sau khi anh nhìn vào người đàn ông lớn tuổi đó, ông lão liền đưa tay ra bắt với khuôn mặt phấn khởi: "Đúng là Kim Min Suk phải không? Trời đất, không biết bao lâu rồi, tôi đây, Un Hu đây, ông không nhận ra. Trời ơi, đúng là Jang Un Hu, sao lại có chuyện này?" Jang Un Hu vốn là bạn thân hồi cấp 3 của anh, nhưng sau khi tốt nghiệp thì mỗi người lại đi con đường riêng của mình. Nhà của Jang Un Hu không được khá giả nên anh quyết tâm vào làm ở ngân hàng, còn Kim Min Suk đã vào một trường tư danh tiếng, sau đó làm việc ở một công ty lớn. Năng lực có đôi chút khác nhau, nhưng so với việc vào ngân hàng ở độ tuổi 30 và việc có vị trí trong một công ty lớn thì cả hai, mỗi người đều tự bằng lòng về sự nghiệp của mình. Nếu Kim Min Suk gặp Jang Un Hu ở thời điểm mới hơn 30 tuổi, anh sẽ luôn nói Un Hu là công dân gương mẫu. Jang Un Hu luôn coi triết học là đạo đức, anh có thói quen tiết kiệm và đầu tư phần lớn số tiền kiếm được. Ở các buổi họp lớp có tăng ca 2, ca 3 thì bao giờ hết ca 1 anh cũng đi về nhà. Vì Jang Un Hu là người thực tế, tiết kiệm, luôn lo đầu tư nên đối với những người bạn thích uống rượu, anh bị coi là một người khá buồn tẻ. "Con dâu và các cháu của tôi rủ tôi cùng đi chụp ảnh ở chùa Chung Khai, lâu rồi tôi mới đến đây. Nhưng ông làm gì ở đây? Mà nhìn trang phục ông đang mặc, chắc là ông đang làm việc ở tòa thị chính." Ngay sau khi Jang Un Hu nói về bộ quần áo của anh bắt đầu rụt rè nhìn bộ trang phục của mình. Lúc đó chiếc áo của Jang Un Hu cũng được phản chiếu qua kính mắt. Jang Un Hu trông thật lịch lãm trong chiếc áo khoác ngoài gọn gàng và cặp kính mạ vàng tuyệt đẹp. Anh bị bất ngờ vì câu nói của Jang Un Hu, giọng anh bắt đầu trùng xuống: "Tôi ra đây đi dạo với bà nhà tôi sau khi ăn xong." Không phải ai nói gì, nhưng đột nhiên anh cảm thấy mình bị suy sụp nên anh gói gọn câu chuyện: "Ngày xưa nhà tôi cũng khá lắm, còn bây giờ thì đúng là khác xa với ông, đúng là khác nhau một trời một vực. Tôi cũng có nghe một chút về ông từ hội đồng môn. Ông đừng làm khổ mình quá, hãy cố gắng lên. Hẹn ông vào dịp họp lớp năm tới, còn dâu tôi đang đợi ngoài xe, tôi xin phép gặp ông sau." Jang Un Hu đưa tay vẫy chào Kim Min Suk rồi dắt tay dẫn đứa cháu trai đi, hướng về chiếc xe sang trọng đang đỗ ở phía lề đường. Một người phụ nữ trẻ, có lẽ là cô con dâu, bước từ trong xe ra, cẩn thận dìu Jang Un Hu vào xe rồi lái đi.
Kim Min Suk nhìn hình ảnh đầm ấm và vui vẻ của gia đình, con cái của Jang Un-gu đang hướng về ngôi nhà của họ. Anh cảm thấy thật cay đắng khi nghĩ lại về sức mạnh của thời gian và sức mạnh của đồng tiền. Đúng là về già có tiền thì con cái sẽ đạo hiếu thế đấy.